Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Vincent Trần, đến từ MakeWealth, nhà đất Canada. Thì ngày hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn video thứ hai trong cái series 6 tập của mình về cái phương pháp đầu tư bất động sản được gọi là BRRRR Method. Đó, thì nếu mà các bạn nào mà chưa biết BRRRR Method là gì thì các bạn có thể xem video thứ nhất của mình để tìm hiểu thêm về cái phương pháp đầu tư bất động sản rất là thú vị này nha các bạn. Thì hôm nay trong cái video thứ hai này của mình á, thì mình sẽ chia sẻ về cái chữ B là cái chữ đầu tiên trong cái biện pháp này, và đó là buy. Buy là mua đó các bạn. Đó. Thì trong cái quá trình mua thì mình sẽ tìm hiểu về những gì? Đó, thì mình sẽ tìm hiểu về là mình sẽ chia sẻ một tí xíu về địa điểm nè, location mà mình nên tìm hiểu để mua. Cái thứ hai là mình sẽ chia sẻ về cái loại hình mà mình nên tìm để có thể phát huy được 100% cái giá trị của phương pháp đầu tư bất động sản này. Đó, địa điểm nè, loại hình, rồi sau đó là cái phương pháp, cái cách thức mà mình nên mua và cách mà mình làm việc với lại realtor, hoặc là cái cách mà bạn tìm những cái căn nhà đó là như thế nào, mình sẽ chia sẻ thêm. Và cuối cùng thì mình sẽ nói một tí xíu về cái việc mà financing là vấn đề đi vay mortgage như thế nào cho nó hiệu quả để các bạn có thể tận dụng tối đa được cái phương pháp đầu tư bất động sản được gọi là BRRRR Method này. Thì trong cái phần thứ nhất mình sẽ chia sẻ đó là về tìm hiểu về location, địa điểm, vị trí để đầu tư những cái căn nhà để sử dụng cho mục đích đầu tư bất động sản BRRRR Method này. Thì trong cái tập đầu tiên mình có nói sơ về cái việc mà mình nên tìm hiểu những cái thành phố Toronto. Mình đang ở Toronto, Canada nha các bạn. Thì mình nên tìm hiểu những cái thành phố giống như hạng 2 hoặc là hạng 3, những cái thành phố nào mà nó có cơ hội phát triển vượt bậc trong cái thời gian sắp tới đó. Tại vì sao? Tại vì giá thành nó rẻ hơn rất là nhiều so với ví dụ như là mình tập trung đầu tư vào cái thành phố Toronto hoặc là ở bên BC, Vancouver, thì các bạn đầu tư ở đó thì cái cách đầu tư này nó sẽ không hiệu quả, tại vì cái giá nó quá là cao rồi. Đó, mình đang tìm ở đây là giá nó vừa phải, nhưng mà cho mục đích là mình có thể cho thuê được giá cao. Thì trong cái video đầu tiên mình có nói về cái lựa chọn những cái thành phố nào mà nó cách thành phố Toronto khoảng chừng 1 tiếng lái xe. Đó, thì thành phố Kitchener Waterloo Cambridge là một trong những cái thành phố mà mình và team mình đang tập trung đầu tư vào. Đó, thì các bạn có thể xem lại cái video đó để tìm hiểu thêm là lý do tại sao mà mình chọn cái khu vực đó. Đó, thì ngày hôm nay mình nói thêm một tí xíu nữa, khi mà mình xác định được cái thành phố đầu tư rồi á, thì các bạn nên lựa chọn về cái địa điểm, cái khu vực đầu tư như thế nào. Thì ở thành phố nào nó cũng vậy, nó cũng sẽ có những cái khu vực mà được gọi là A, là những cái khu vực mà thượng lưu đắt đỏ nhất. Đó, thì đó không phải là những cái nơi mà mình sẽ vào, tại vì nó đã bị cạnh tranh quá là nhiều rồi. Thường là những cái nhà đầu tư đồ này kia thì họ mua luôn, chỉ là họ mua cái giá trị của cái mảnh đất thôi, nhiều khi họ đập ra để họ xây lại những cái căn nhà lộng lẫy đẹp đẽ. Đó, thì mình vào đó mình mua, mình giá nó quá cao để mình thực hiện được cái biện pháp này. Thì mình sẽ tìm hiểu những cái mô hình nào, những cái khu vực nào. Mình sẽ tìm hiểu những cái khu vực mà B hoặc là C, sometimes C hoặc là D. Thì D ở đây là gì? D là những cái khu mà ổ chuột. C là gì? Là C là những cái khu mà nó hơi nghèo đi một tí. Và B là những cái khu vực mà coi như là nó trung bình, nó thoải mái, nó là khu vực nhà cửa ở đâu này kia đó. Đó, thì B là cái lựa chọn mà tốt nhất. Tại vì ở trong những cái khu đó thì cái người đi thuê của mình họ cũng sẽ cảm giác như mà dễ chịu hơn. Trong những cái khu như vậy, nó giá thuê nó cũng sẽ rất là tốt đó. Nên đó là tại sao những cái khu vực mà B thì nó là sẽ lựa chọn tốt nhất. C cũng ok, nó hơi nghèo một tí xíu thôi, nhưng mà tùy theo cái đối tượng mà mình sẽ cho thuê. Ví dụ như mình cho thuê học sinh đó, thì C vẫn ok đó, nhưng mà nếu mà cho thuê mà gia đình thuê rồi này kia thì vô những cái khu B nó tốt hơn. Đừng bao giờ mua những cái khu D, tại vì đó là những cái khu ổ chuột, giá có thể nó cực kỳ rẻ, cho thuê cũng ok, nhưng mà bạn sẽ thấy là những cái người đi thuê trong những cái khu vực đó, không phải là discrimination hay là gì hết, nhưng mà nó sẽ có rất là nhiều những cái vấn đề trong cái quá trình lâu dài sau này thuê. Nó sẽ phát sinh rất là nhiều những cái vấn đề, và đặc biệt là cái căn nhà của bạn sau này cái giá trị mà phát triển tăng trưởng của nó cũng rất là thấp luôn, tại vì nó là khu nghèo rồi, nó tăng trưởng lúc nào nó cũng sẽ chậm hơn rất là nhiều so với những cái khu A và khu B. Đó, đó là về cái việc mà lựa chọn khu vực nha các bạn. Cái tiếp theo là khi mà bạn đã lựa chọn được khu vực mình thích rồi thì lựa chọn mô hình nhà nào để đầu tư. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ là 3 mô hình mà mình thường lựa chọn nha. Mô hình đầu tiên, nhà đầu tiên lúc nào mình cũng thích nhất luôn, đó là mô hình multi-family. Thì multi-family ở đây là gì? Là những cái căn mà đã được phân chia ra thành hộ sẵn rồi đó các bạn, thì sẽ mỗi một hộ sẽ có phòng ngủ nè, và có bếp riêng nè, giặt sấy riêng nè, lối đi riêng nè, sẽ total privacy luôn đó. Thì thường người đi thuê họ sẽ cực kỳ thích những cái mô hình như vậy. Và với những cái hộ như vậy á, thì mình quản lý cho thuê nó cũng cực dễ hơn, và thường á, thì sẽ cho thuê được giá tốt hơn là mình phân ra nhỏ và mình cho thuê phòng nha các bạn. Đó thì multi family ta thường được chia ra là 2 hộ, 3 hộ hoặc là 4 hộ, thì nó sẽ được gọi là duplex, triplex và quadplex. Đó là 2, 3 và 4 đó. Đó thì với những cái mô hình như vậy thì mình rất là dễ để quản lý. Thì đó là mô hình mình thích nhất. Mô hình thứ hai á, thì bạn sẽ thấy là cái căn phía sau mình luôn nè, thì nó được gọi là side split hoặc là nhiều khi là back split. Thì back split và side split nghĩa là như thế nào? Là các bạn thấy là một bên của nó là tầng trệt, nó sẽ được xây ra thường là phòng khách nha, và bên hông của nó thì side split sẽ được phân ra làm nhiều tầng khác nhau. Thì ở đây là tầng 2 nè, tầng trệt nè, và thường là có một cái tầng hầm luôn, thì nó sẽ được gọi là side split, là họ phân ra nhiều tầng trệt một bên hông. Đó. Back split thì họ sẽ xây ở phía sau nha các bạn, back đó. Với những cái căn như vậy á, thì thường á, là cái nhà nó sẽ có rất là nhiều những cái phòng, tại vì họ xây ra nhiều tầng rồi. Và sau này mà các bạn muốn phân ra thành những cái căn hộ đồ này kia thì nó rất là dễ. Thì với những cái căn như vậy á, nó sẽ có cái đường đi phía sau, bên hông hoặc là phía trước đồ này kia xây sẵn vào căn nhà luôn rồi, mình sẽ không cần phải làm thêm cửa ra vào cái này cái kia. Đó, với những cái căn này á, cái việc mà sau này mình sửa chữa và mình phân phòng á, nó cực kỳ dễ. Thì đó là cái topic mà trong cái video thứ 3 mình sẽ nói nha các bạn, về cái việc mà sửa chữa nhà như thế nào cho nó hợp lý. Thì đây là một trong những cái mô hình mà mình thấy tìm để mua lại và để phân phòng sau này rất là dễ, back split và side split. Đó là mô hình thứ hai mình thích. Mô hình thứ ba là những cái căn mà được gọi là bungalow. Thì ở đây bungalow có nghĩa là một tầng. Đó. Thường ở những cái căn bungalow ở Canada nói chung đi, là họ sẽ được xây một tầng, và ở dưới có một cái tầng hầm được gọi là basement. Thì với những cái căn như vậy họ có một cái lối đi riêng bên hông, cũng là một loại hình mình thích, nhưng mà không phải thích bằng hai cái loại hình kia nha. Với cái loại hình bungalow á, thì thường mình sẽ phân được là một hộ ở phía trên 3 phòng ngủ, có bếp, có washroom, lối đi riêng rồi này kia, và basement cũng một hộ được như vậy, thì mình sẽ được phân thành được 2 hộ. Đó, việc cho thuê thành hộ nó cũng rất là dễ dàng. Nhưng mà cái mà mình thích với cái mô hình bungalow này á, thì những cái căn bungalow này sẽ được xây trước đây là 40-50 năm rồi đó, và được xây trên những cái lô đất gọi là thật là to. Đó, mình cực kỳ thích những cái lô đất nào to. Thì với những cái lô đất to như vậy, giá trị tăng trưởng sau này của cái căn nhà của mình nó cũng rất là cao. Đó, thì đó là 3 cái loại hình mà mình thích. Thì các bạn có thể tìm hiểu, thì tìm những cái căn nhà này ở đâu. Các bạn có thể làm việc với những cái realtor nào mà bạn đã làm việc quen rồi, nhưng mà mình nhắc là nên tìm hiểu sâu hơn về cái việc mà những cái realtor đó có am hiểu về cái việc mà đầu tư hay là không, hay là đã hỗ trợ rất là nhiều nhà đầu tư rồi. Thì với người mà hiểu về đầu tư á, họ có thể giúp mình đi tìm hiểu những cái khu vực mà chuyên về đầu tư, hoặc là họ am hiểu về cái việc mà cho thuê và quản lý cái người thuê như thế nào đó, giấy tờ nào mà cần thiết, vân vân và vân vân. Thì đó là cái cách làm việc với realtor. Các bạn cũng có thể tự tìm những cái căn nhà này và làm việc trực tiếp luôn với cái realtor mà đăng bán những cái căn nhà. Các bạn có thể tìm trên cái trang Realtor.ca nguyên Canada luôn nha các bạn, không chỉ là ở Toronto thôi. Thì khi mà một cái realtor đăng căn nhà lên thì họ sẽ phải đăng vào cái hệ thống đó. Cái cách thứ ba thì các bạn có thể đi tìm rồi được gọi là private deal, có nghĩa là mình deal trực tiếp với chủ bán luôn. Đi ngang qua một cái khu mà mình thấy cái căn nào mà đẹp hoặc là như thế nào đó, mình có thể gõ cửa và tìm hiểu để mua bán những cái căn nhà này. Đó, thì đó là những cái cách mà bạn có thể làm việc để đi tìm những cái căn nhà mà mua này. Đó. Tiếp theo, khi mà bạn tìm được một cái căn nhà mà mình đã thích rồi, thì đó là cái quá trình tiếp theo sẽ là offer. Thì ngoài cái việc mà offer thì cái realtor có thể hỗ trợ cho bạn trong cái quá trình mà để đưa một cái offer vào và đàm phán cái giá trị của đó. Mình xin được chia sẻ thêm 2 cái tip nữa trong cái quá trình mà các bạn tìm những cái căn nhà này để đầu tư, để mua nha. Đó là các bạn nên tìm estate sale. Thì estate sale là có nghĩa là chủ nhà đã mất rồi và hiện tại gia đình và con cái của họ đăng lên để bán, để chia tài sản. Thì với những cái căn như vậy đó, họ thường muốn bán cực kỳ nhanh và mình đã có vốn sẵn rồi đó, thì mình đưa vào một cái giá nào mà hợp lý thôi, thường là sẽ thấp hơn thị trường, và họ thấy là mình không có mình có thể giống như chốt nhanh á, thì họ sẽ bán liền đó. Mình đã từng hỗ trợ một số những cái khách hàng mua được những cái căn nhà estate sale mà giá thấp hơn thị trường, hơn cả 100-150 ngàn nha các bạn. Đó thì estate sale là một trong những cái mà các bạn có thể tìm. Hoặc là private deal nãy mình có nói đó, thì tìm những cái người có thể là realtor luôn, là họ am hiểu về thị trường, họ có những cái mối mà họ không muốn là đăng lên thị trường, và họ muốn bán private với nhau, deal với nhau cho nó dễ, giấy tờ này kia cho nó dễ đó, không bị mất phí realtor. Thì đó là về cái việc mà tìm hiểu về căn nhà này, cái khu vực nè. Cái cuối cùng luôn mà một trong những cái vấn đề cực kỳ quan trọng, đó là về việc financing, và các bạn muốn đi vay như thế nào để cho nó hiệu quả nhất, nó hợp lý nhất trong khi cái quá trình đầu tư cho thuê trong cái method BRRRR này. Thì thường khi mà các người ta đầu tư BRRRR Method đó, thì người ta sẽ đi vay, chứ ít ai mà sẽ bỏ tiền nhiều nhất có thể vào cái việc đầu tư này. Tại vì mình muốn là cái người đi thuê sẽ là cái người mà trả tiền mortgage cho mình hàng tháng nha các bạn, và sử dụng người khác để trả cái tiền vay hàng tháng cho mình. Mình bỏ cái vốn ít có thể. Thì cái việc vay nó rất là quan trọng, là các bạn sẽ phải tìm hiểu và xem thử coi cái sức vay của mình như thế nào trước khi mình đi tìm nhà. Tại vì nếu mà mình đi tìm nhà rồi có một căn rất cực kỳ tuyệt vời luôn mà mình sẵn sàng mình bỏ offer xuống mà mình chưa lo được cái chuyện vay á, thì nó rất là khó để chốt được cái căn nhà đó nhanh. Với những cái gói vay á, các bạn nên tìm hoặc là chọn những cái gói vay variable. Variable ở đây có nghĩa là cái lãi suất vay của các bạn á, nó sẽ dao động theo thị trường đó. Thì với những cái gói như vậy á, sau này khi mà các bạn refinance, đó là cái bước thứ tư của cái mô hình phương pháp đầu tư bất động sản BRRRR này. Khi mà mình refinance á, mình sẽ phải đóng phí phá hợp đồng rất là ít khi mà mình chọn variable rate. Những cái bạn nào mà chọn fixed rate á, là cái lãi suất của mình nó cố định á, thì khi mà mình refinance hoặc là mình phá hợp đồng, mình bán đi cái nào đó thì sẽ bị đóng phí rất là nhiều. Thường á, là sẽ phải đóng một phần phí phạt, rồi xong rồi 3 tháng cái phần mà mình trả hàng tháng cho ngân hàng nữa. Nên cái lựa chọn fix là không nên, mình nên chọn variable nha các bạn. Đó thì đó là cái tip trong từ mình chia sẻ về cái việc mà đầu tư và tìm hiểu về cái vấn đề đi vay trong khi mà các bạn đầu tư phương pháp BRRRR Method này. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình ngày hôm nay. Thì mình đã chia sẻ cực kỳ nhiều về cái việc mà lựa chọn khu vực nè, cái việc tìm hiểu những cái loại hình cái căn nhà nè, về tìm hiểu cái cách mà đi mua, và một số những cái tip khi mà mình đi đưa offer và tìm những cái căn nhà nào mà để mà mình đầu tư đó. Rồi sau đó mình có nhấn sơ về cái việc mà lo cái việc mortgage, đi vay, gói vay trước như thế nào. Nếu mà các bạn nào mà không hiểu hoặc là cần những cái đối tác mà tin tưởng, mình có thể giới thiệu cho các bạn nha. Đừng cứ reach out cho mình hoàn toàn thoải mái trong cái việc mà chia sẻ những cái đối tác mà mình tin tưởng làm việc lâu năm trong khi mà mình đầu tư đó. Thì nếu mà các bạn nào cần cứ reach out. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình ngày hôm nay. Thì một lần nữa mình cảm ơn tất cả các bạn. Và nếu mà các bạn thích những cái thông tin, những cái điều mình chia sẻ, thì xin cho mình một cái like để mình có thêm động lực để mình làm những cái video như thế này nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video.